cõi vào
trong trăm lớn. Công dưỡng dục thơm ân giúp trả nghĩa xâm thành đạo ca môn đền. Làm con hiếu hạnh trước tiên bèn dòng quệ nhãn dưới trên kim tầm. Thay vong màu xanh làm ngã quỷ không muốn ăn tiều tử hình hài một liên thấy vậy bị ai biết mẹ đói khát ai hoài tình thân lo phong Phật đem dân từ mẫu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu thấy cơm mẹ rất lo ông tay ta che đầy hũ hầu bốc ăn lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà này cơm đưa chưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu thấy như vậy âu sầu thế thảm một kiền liên bi cảm xót thương mau mau về chốn giang đường bạch cùng sư phụ tầm phương dạy nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cõi rằng mẹ ông gốc tội rất xấu dẫu ông thần lực nhiễm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng yêu thảo của ông giàu lớn tiếng vàng đòn thâu đến cổ thiên cũng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên vương cộng ba cõi sáu phương tô tạp cũng không phương cố tay mẹ ngươi muốn cho cứu được mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng pháp cụ thế ta toàn vàng nói cho mọi người thoát khỏi ách nạn bèn kêu một thị đến gần truyền cho diệu pháp năng cần thiết thi rằm tháng bảy là ngày tứ tứ mười phương tăng đều giữ lễ này phải toan sắm sửa chớ chày thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm dưỡng nằm nếm lót cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu món ăn tinh sạch bảo màu đựng trong bình bát vòng cầu kính dân chư đại đức mười phương thọ thực trong bảy đời sẽ được siêu thân lại thêm cha mẹ hiển tiền đặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàng vì ngày ấy thánh tăng điều độ
giàu ở đâu cũng tụ hỏi về. Như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chấm về thiền nam, hoặc người đặng bốn tòa đảo qua công tu hành nguyện thọ vô sanh, hoặc người nuôi thầm kinh hạnh chẳng am quyền quý ân danh lâm tòng, hoặc người đặng lục thông tâm phát và những hàng duyên giác tinh văn, hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện thành làm sai ở gần chúng sanh, điều trì giới rất thanh rất tình, đạo đức dày chánh định chân tâm, tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục quần. Người nào có sanh ra Phật thật đặng cúng dường tự tư tăng thời hiện tiền phổ mẫu của người, bà con quyên thuộc thấy điều nhờ ơn ấy ba đường có chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thọ tự cha mẹ hiện tiền vào đó cũng đặng ba niên thọ trường à, như cha mẹ bài đời quá vàng sẽ quá sanh về coi thiền cung mơ người thời tuân tu hình dung hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân, Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này, trước khi thọ thực đàn chay phải cầu chú nguyện cho người tín giác, cầu tất thế mẹ cha thí chủ ơi, định tâm thần quán đủ đừng quên, cho xong định lý hành thiền mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân, khi đó dùng nên vật thật trước Phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện quyền dung sao rồi thử tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp cô tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ và vui mừng, một liên cùng hết khóc than rầu buồn, một liên mẫu cùng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quê được tan, một liền bạch với Phật rằng mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quái thần tam bào, bạn chẳng thì nàng khổ khó ra lấy như sao để tự xuất gian,
Vô Lan Bồ Pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế, hoặc bài đời có thể đặng công. Phật rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con liền hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần, tam công tề tướng bá quan cùng đến rằm tan bài mỗi năm. Sau khi kiết hạ chư tăng tù về, chính ngày ấy Phật Đà hoan hỷ, phải sấm sanh đủ vị cơm canh, đừng trong bình ba tinh ăn. Chờ giờ tự tư chúng tăng cúng dường, đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, chẳng ốm đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thất thế đồng thì lìa nơi ngã quy sanh về nhân. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần hành tu hiếu thuận, phải cần phải chuyên thượng cầu nguyện cha mẹ rằm tháng bài mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền. Lễ cô tế chí thành sách đạt, để cúng dường chư Phật chư Tăng, ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dục sống thân bụi đồng. Đệ tử Phật lo âu gìn giữ mới phải là thức tự thiền môn. Vừa nghe dứt pháp Lan Bồn mà muốn sanh tứ chúng thái đồng hỷ hoan. Một liên với môn ban Phật tử, nguyện một lòng tinh sự phụng hành. Trước là trả nghĩa sanh thành, sau là cứu giúp chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát.
hỏi rất đông, tính ra số đến hai muôn tám ngàn. Lại cũng có các hàng Bồ Tát ơi hỏi tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Bên đường bồng rành rành mắt thấy núi dương khô bỏ đây lâu đời. Thế Tôn bèn gọi đến nơi lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tôi lòng ai ngày chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương. Vội vàng xin Phật giải tường, thầy là từ phụ ba phương bốn lời. Ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khôn. Phật rằng trong các môn đồ ông là đệ tử đứng đầu vậy không? Bởi chưa biết đục trong chưa rõ nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dập bấy lâu cho nên trong đó biết bao cốt hàng. Chẳng cũng có ông bà cha tự tự sanh lục thân đời trước thì hài còn đây. Ta lệ bái kính người tiền bối và ngắm ngồi vì xương. Đông xương hỗn tạp chẳng vừa, không phần trai gái bỏ bừa khó coi. Ơi chịu khó xếp xôi cho kỳ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt khúc phàm không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng ai ngày biết làm sao phân biệt khỏi sai, vội vàng xin Phật chỉ bày. Vì khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sanh tiền dễ bề sắp đạt. Cách đứng đi ăn mặc quần mắm, chớ khi ra sắc tiêu hình, xưa ngày như nay khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thâm về nhìn. Người có biết cơ sao đen nhẹ, bởi đàn bà xanh này đẻ mà ra. Xanh con ba đâu quyết ra, tám học bốn đâu sửa hòa nuôi con. Vì cơ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công
dày dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thi ân dạy bào, phương pháp nào báo hiếu sông thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần trước sau. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con mười tháng cô mang. Tháng đầu thai đầu tở xương, mai chiều dình giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sơ đặc, tháng thứ ba như cột quyết ngân. Bốn tháng đã tưởng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sanh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt mà xương. Lại thêm đủ lộ chân lông, cộng chung đến số tám muôn bốn nghìn. Tháng thứ tám hoàn toàn tan phủ, chín tháng thì đầy đủ vóc hình. Mười tháng là đến kỳ sinh, nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghịch làm buồn thân màu, nó vẫy vùng đạp gỗ lung tung, làm cho cha mẹ hại hùng. Mà sự đau sự khổ không cùng tỏ phân, sanh được con muôn phần phải lạc. Cùng quy như được bạc được vàng, Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường chú đáo mỏi bề. Đè gấm mà ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vẫn chẳng lay. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miệng con nó ấm chẳng nhàm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô quê, giặt đồ dở của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nợ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tin sao có lời thì làm, chẳng mang tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốc, dành cho con các cuộc thanh nhàn.
sanh tuy thiệt phẩm đời. Mười phần mê muội cả mười không tường ơn trọng đức dày sông thân. Chẳng kính mến quên ân trái đức không xót thương dưỡng dục cù lao. Ấy là bất hiếu biết bao thì những mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực khổ dường gánh nặng trên vai. Uống ăn chẳng đặng vì thai cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết sanh đặng rồi tinh quyết dầm về quy như thọc quyết châu dê. Nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan con còn nhỏ phải lo săn sóc ăn đắng cay bùi ngõ phần con phải tâm phải giặt rửa trôn. Biết rằng giơ dây mẹ không ngày gì nằm phía ước con nằm con ước áo ước chăn gây ra ghẻ chốc khắp thân khiến con phải chịu trăm phần này thảm thương. Tròn ba năm bố nương sữa mẹ thân gầy mòn nào nể với con. Khi con vừa được lớn khôn mẹ cha dạy bao cho con vợ lòng cho đi học mà thông trí tuệ dựng vợ chồng có thể làm ăn. Ước mong con được nên thân giàu cho cha mẹ cớ bằng quản chi. Con đau ấm tức thì lo chạy dù tốn hao cách mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đắng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Công dưỡng dục sanh bằng non biển cớ sao con chẳng biết ơn này. Hoàng khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuân thì chớ lại bài ngộ ngang. Hồn cha mẹ phùng mang trợn mắt khinh trưởng huynh nổ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi không tuân sư phụ lệ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sông đường không kể tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trai ngang trong bán mỏi đàn ra vào lùi tới mắng càng người trên. Vì lâu mạng tánh quen làm bướng chẳng kể lời trưởng thượng dạy rằng lớn lên theo lối hung hăng đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bạn lành theo cùng chung giữ nó tập quen làm sự trái ngang
còn tập theo thời theo thế, sao lập thân tìm kế sanh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quần linh giấy đời lập công. Quay ra buộc đồng công mỗi nợ, hoặc trở ngăn gì vợ gì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sợ lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi chớ phần nhiều vô hy mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương thế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc phạm tội hình tù ngục phải vương, hoặc khi mang bệnh giữa đường không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hãy tin giữ bà con cô bác cùng mẹ cha sao xác buồn rầu, thương con than không u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương, hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường trà định tố điếm phố phường ngao du, cứ mài miệt giấy đồ bất chánh, chẳng mấy khi hôm sớm dân an làm cho cha mẹ than gian, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yêu không ai nuôi thiếu thốn mọi điều, ôm đau đôi trách kiều riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương, vẫn con gái còn nương cha mẹ thì có lòng hiếu để thuận hoàng, cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi, xong đến lúc tòng phu xuất gia lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lai vạn quyến thâm, lần lần ngủi lạnh biết tâm biết nhà, quên dưỡng dọc sông thân ơn trọng, không nhớ không mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bộ cụ lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thảm thay. Nếu cha mẹ la rầy quớ mắng trở sân lòng hờn giận chẳng kiên, chớ khi chồng đành liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệp dữ phải mang, nghe Phật chỉ rõ mỗi đàn trong hàng
càng đại chúng lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cùi đắp vào mình vào mối vào hông, làm cho các lò chân lông thải điều rơm máu ướt đầm cả thân, đến hôn mê tâm thần bất định một giây lâu mới tình than rằng bọn ta quả thật tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người bồ, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan, tội tình khó nói than vang, làm sao trả đặng Phật cô bia lăng, làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận sống thân của mình. Phật bèn dùng phàm thanh sao môn phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe, ơn cha nghĩa mẹ nặng trả cộng mẹ cha tất cả hai vai, gia vòng hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa dừng. Vì có người gặp cơn đói rét nuôi sông thân dân hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Vì có người vì cộng sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông ngươi, chịu thân mù tôi như vậy đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đông. Vì có người cầm dao thiệt bén ơi mổ bụng ra rút mớ tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thấm ơn đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết ngà bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì ân dương dọc mà tự treo mình cúng Phật thế đèn, cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì có người xương nghiền rã mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người vì công dương dọc mà nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay điều kinh
không giọt lễ tràn khó nói cầm ngăn. Đồng thanh bạch Phật lời rằng làm sao trả đặng ơn thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lòng nghe ta chỉ sao đây. Các người muốn đáp ơn này phải toán biên chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên quấn tùng cùng ăn năn những tội lỗi xương. Cúng dường tam bảo sớm trưa cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Trầm tăng bài đến kỳ tự tư thập phương tăng đều giữ lễ này. Xăm xăm lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân. Đăng cầu nguyện sông đường trường thọ hoặc sanh về tình độ an nhàn. Ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đừng sai, được như vậy mới là khỏi tội. Bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thai. Sau khi chết địa đài vào ngục này, trong núi thiết vi vách phên bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nấu sắt cho tan rớt vào trong một quả đủ cho người thọ khổ. Lột thịt da đau thấu tâm can, lại có cho sắc rắn gan phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt tội nhân nằm cấp đó sông. Rồi cho một ngọn lửa hồng mà nướng quay kẻ tội gia phòng thịt theo. Mọc bằng sắt thương đau gươm dao trên công trung đổ tháo như mưa. Gặp mai chém nấy chẳng chưa làm cho thân thể nát nhừ như thương. Những hình phạt vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách trị riêng. Như là xe sắt phân thấy chim bưng mổ mắt trâu cài lưỡi lê. Chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ.
hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sơ hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề, ngô nghịch sông thân. Chúng ngươi đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần phàm trên, nhất là phải kinh này in chép truyền ba ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển này vi bằng đặng thấy một gì thế tôn. Nếu in đặng muôn ngàn bằng thế Phật vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật ấm hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đang xa miền khóc lành, lại qua xăm về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa sống, khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng. Lại quát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng này, dầu cho lưỡi kéo trâu cày đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên. Quý như bể ba thiên đao kiếm, khắp thân này đâm chém phân thây. Hoặc như lưới trôi thân này, trải trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị chặt phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn kiếm như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên. Đức A Nan kiền thiền đảnh lễ cầu Thế Tôn đặt để hiểu kinh tụng trì chuyến tu hành. Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quá thiệt cao xa, đặt tên báo hiếu mẹ cha, cùng là ơn trọng thiệt là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn chú đặng đời sao y giáo phụng hành. Sau khi Phật dạy đành rằng, bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui, thay một lòng vâng theo lời Phật và kính thành tín chất vẹn tiền. Đồng nhau tụ tại Phật tiền, nhất tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát, Nam mô đại hiếu một kiền liên. Rằng năm quân ba đời điều
các vòng khổ ấp hải này xá lợi Phật ông. Sắc nào có khác gì không, không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. Cả thọ tưởng thức hành cũng thế, tánh dân không các pháp viên thành. Thái điều chẳng diệt chẳng sanh, chẳng nhơ chẳng sập chẳng tăng giảm gì. Trong chân không chẳng hề có sắc, chẳng thọ tưởng hành thức trong không. Mắt tai mũi lưỡi thân, sắc thanh vị xúc pháp hương không còn. Không nhãn thức đến không ý thức, không vô minh hoặc hết vô minh. Không điều già chết chúng sanh, hết già hết chết thật tình cũng không. Không trí tệ cũng không chứng đắc, bởi có gì là chỗ đắc đâu. Bấy lâu Bồ Tát giữa vào ai tri ba la mật thẳm sâu thực hành. Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, mọi việc đều chẳng khiến quán kinh. Xa lìa mộng tưởng đau điên, niết bàn rốt ráo an nhiên thanh. Bát nhà ấy rõ ràng trí tuệ, mà ba đời chư Phật nương vào chứng thành quả giác tối cao. Nên xem bát nhà thâm sâu đó là lời thần chú sâu xa bậc nhất. Lời thần chú rất mật quan minh, thần chú cao cả anh linh, là lời thần chú thật tình cao siêu. Trừ dứt được mọi điều đau khổ, đúng như vậy muôn thọ không sai. Ngài liền tuyên nói chú này, để người trì niệm sáng bài chân tâm. Yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà. Yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tát bà. Ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tát ba. A di đà Phật sắc thân vàng tưởng tốt không gì. Mắt biết lắng trong trầm bốn biển, tu di rực rỡ ngập hào quang. Trong ánh quang minh vô số Phật, ứng thân Bồ Tát hiện vô vàng. 48 nguyện gì
cái nuôi vợ con thương.
con có thể đáp đền chi hết lòng hiếu thảo, nguyện sống đời hiền thiện không thẹn với tổ và tiên, cả nhà cùng mà tu học niềm hạnh phúc vô biên, có thân nhờ cha mẹ dạy lấy nghĩa cho con ơi mới thành người cao thượng, kiến thức ở thế gian nhờ thầy được mở mang, đạo lý xuất thế gian thầy chỉ đàn. Người dù có thông mà minh không thể hiểu một mình, nhờ ơn thầy giải dỗ mới thoát khổ tử sinh, nguyện hết lòng kính ngưỡng bậc minh sư, theo chân thầy hoằng pháp gian khổ cũng không từ, muốn tu học đạo vàng trước hết thân phải an, từng bát cơm mà manh ân nghĩa đã muôn ngàn, ơn nhà nông cày cây, ơn người thở dệt mai, ơn những ai xây đắp mới cuộc sống đẹp mà nay, ơn đất nước tiên liên biển cả đến đất liền, chúng đức nên nhân kiệt dòng giống của tổ tiên, nguyện sống đời trong sạch tay góp sức dần tương lai, nương nhau cùng mà tồn tại, xin nhớ ơn muôn lời, nhờ Phật con được biết ân nghĩa của mẹ cha, công ơn thầy dạy dỗ ơi ơn muôn lời bao la, Phật lại dạy cho là thương yêu tỉnh thức giữa thân trầm đầy giới, tri Phật như trăng rằm mà soi sáng chốn tối tâm, giúp con thấy được pháp xóa sạch hết mê lầm, như người mù được mắt, kẻ bệnh nặng được lành, phước lớn con gặp Phật không hạnh phúc nào bằng, nguyện tin tấn tu học mà nói dòng Phật ở đời, dù gian khổ không lơi để đền ơn đức Phật.
núi mòn và chẳng mòn, lòng hiếu kính sắc son, nguyện đền bốn ơn nặng chư Phật chứng lòng con. Để xa con và cha mẹ
chánh ngộ chán hòa pháp mã thân. Con xin nương tựa Phật bậc phước trí viên thành, cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành. Con xin nương tựa pháp nguồn tuệ giác từ bi, cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương tựa tăng đoàn thế sống an vui, cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau. Vì ngày ấy thân tăng điều độ, giàu ở đâu cũng tổ hỏi về. Như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chấm về thiền nam. Hoặc người đặng bốn tòa đảo qua công tu hành nguyện thọ vô sanh. Hoặc người nuôi thầm kinh hạnh, chẳng am quyền quý ân danh lâm tòng. Hoặc người đặng lục thông tấn phát, và những hàng duyên giác tinh văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương, làm sai ở gần chúng sanh. Điều trì giới rất thanh rất tình, đạo đức dày chánh định chân tâm. Tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thọ lãnh bát cơm lục quả. Người nào có sanh ra vật thật, đặng cúng dường tự tư tăng thời, hiện tiền phổ mẫu của người. Bà con quyên thuộc thấy điều nhờ ơn ấy, ba đường có chắc rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thọ tự nhiên. Như còn cha mẹ hiện tiền, vào đó cũng đặng ba niên thọ trường. Như cha mẹ bài đời quá vàng, sẽ quá sanh về cõi thiên cung. Người thời tuân tu hình dung, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân. Phật dạy bảo mười phương tăng chúng phải tuân theo thể thức sau này. Trước khi thọ thực đàn chay, phải cầu chú nguyện cho người tính gia. Cầu tất thế mẹ cha thí chủ ơi, định tâm thần quán đủ đừng quên. Cho xong định lý hành thiền, mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dân. Khi đó dùng nên vật
Phật đài hoặc tự tháp trung. Chư tăng chú nguyện nguyện dung, sao rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa. Pháp Cô Tế Phật vừa nói dứt, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ vẻ vui mừng. Một liên cùng hết khóc than rầu buồn, một liên mẫu cùng trong ngày ấy kiếp khổ về ngã quê được tan. Một liên bạch với Phật rằng: Mẹ con nhờ sức thánh tăng khỏi nàng, lại cũng nhờ quái thần Tam Bảo, bằng chẳng thì nạn khổ khó ra lấy như sao để tự xuất gian. Vô lan bồn pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tại thế, hoặc bài đời có thể đặng không. Phật rằng: Lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con liền hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần tam công tề tướng bá quan cùng hàng lễ thứ vạn dân cõi trần, như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thật thế tình thâm. Đến rằm tháng bảy mỗi năm, sau khi kiết hạ chư tăng tù về, chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ, phải sắm sanh đủ vị cơm canh, đừng trong bình ba tinh ăn. Chờ giờ tự tư chúng tăng cúng dường, đặng cầu nguyện sống được trường thọ, chẳng ốm đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thật thế đồng thì lìa nơi ngã quy sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân. Môn sanh Phật tử ân cần, hành tu hiếu thuận phải cần phải chuyên, thường cầu nguyện cha mẹ an ổn, cùng bái đời phụ mẫu siêu sanh. Ngày rằm tháng bảy mỗi năm, vì lòng hiếu thảo ơn thâm phải đền. Lễ Cô Tế chí thành sắp đạt, để cúng dường chư Phật chư Tăng, ấy là bao đất thù ân, sanh thành dưỡng dục sống thân bụi đồng. Đệ tử Phật lo âu gìn giữ mới phải là thích tự thiền môn. Vừa nghe dứt pháp lan bồn, mà muốn sanh tứ chúng thái đồng hỷ hoan. Một liên
trước là trả nghĩa sanh thành, sao là cứu giúp chúng sanh muôn loài. Nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát, nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát, nam mô đại hiếu một kiền liên bồ tát. Phật nói kinh bao nhiêu công ơn cha mẹ, là một tố nợ thế tôn mang trù ảo xa về thành kỳ thủ viên trung. Chư tăng nhân hỏi rất đông, tính ra số đến hai muôn tám ngàn, lại cũng có các hàng Bồ Tát ơi hỏi tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Bên đường bồng rành rành mắt thấy núi dương khô bỏ đây lâu đời, Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Đức A Nan tôi lòng ái ngài, chẳng hiểu sao Phật lại đóng xương, vội vàng xin Phật dạy tường. Thầy là từ phụ ba phương bốn lời, ai ai cũng kính thầy dường ấy, cớ sao thầy lại lại xương khôn. Phật rằng trong các môn đồ ông là đâu vậy không, bởi chưa biết đục trong chưa rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu đông xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hề chân cũng có bà cha tự tự sanh, lục thân đời trước thi hài còn đây. Ta lệ bái kính người tiền bối, và ngắm ngồi vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hỗn tạp chẳng vừa, không phần trai gái bỏ bừa khó coi. Ơi chịu khó xếp xôi cho kỳ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt khúc phàm mà không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đức A Nan trong lòng ai ngài biết làm sao phân biệt khỏi sai, vội vàng xin Phật chỉ bày. Vì khó chọn lựa gái trai lúc này, còn sanh tiền dễ bề sắp đạt. Cách đứng đi ăn mặc quần minh, chớ khi ra sắc tiêu hình, xưa ngày như nay khó
có phân. Phật mới bảo nan nên biết xương nữ nam phân biệt rõ ràng, đàn ông xương trắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, vạn phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh, làm lành cùng pháp giới chúng sanh, cầu Phật từ gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chi tu học vững bền, xa bể vỗ nguồn mê chống quay về bờ gia. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát. Đấng Pháp Vương vô thượng ba cõi chẳng hay bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Nay con nguyện quy y diệt trừ vô lượng tội, dâng lên lời tán thán ức kiếp dần không cùng. Phật là đấng giác ngộ mình, độ người thoát khỏi tự sanh đau đời. Từ bi trí tuệ rạng ngời, là thầy ba cõi trời người xưa nay. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biên pháp giới, hóa hiện vị lai thập phương chư Phật tôn, pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hà sanh Di Lạc Tổ Phật. Đại Chi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thánh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Lò hương vừa bén chiên đàn, tòa sông pháp giới đạo tràng mười phương. Hiện thành mấy
thành. Pháp thân các Phật tịnh thân chứng minh hương nguyện phước lành trí ban. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện lớn thọ trì kinh Vô Lan trên đời có ba đường. Nếu có người thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề sống mang vui giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Phật cao siêu lý rộng sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Tay con gặp được xin trì tùng nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm màu. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. Phật nói kinh Vu Lan Bồ mà ta từng nghe lời dạy như vậy. Một thọ nọ về tàn kỳ thủ viên trung, một liên mới đặng lục thông. Ma muốn cho gia mẹ khỏi vòng trầm luân, công dưỡng dục tâm ăn giúp trả nghĩa sâm thành đạo ca mong đền. Làm con hiếu hạnh trước tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vong màu xanh làm ngã quỷ, không muốn ăn tiều tử hình hài. Một liên
thấy vậy bị ai biết mẹ đổi khác ai hoài tình thân lo phẩm Phật đem dân từ mẫu đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu thấy cơm mẹ rất lo ông tay ta che đầy hũ hầu bốc ăn lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt sợ chúng mà cướp giật của bà này cơm đưa chưa đến miệng đà quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu thấy như vậy âu sầu thế thảm một kiền liên bi cảm xót thương mau mau về chốn gian đường bạch cùng sư phụ tầm mà phương giấy nàng Phật mới bảo rõ ràng căn cõi rằng mẹ ông gốc tội rất xấu dẫu ông thần lực nhiễm màu một mình không thể ai cầu đặng lòng yêu thảo của ông giàu lớn tiếng vàng đòn thâu đến cổ thiên cũng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên vương cộng ba cõi sáu phương tô tạp rằm tháng bảy là ngày tứ tư mười phương tăng đều giữ lễ này phải toan sắm sửa chớ chày thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm dưỡng nằm nếm lót cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu món ăn tinh sạch bảo màu đựng trong bình bát vòng cầu kính dân chư đại đức mười phương thọ thực trong bảy đời sẽ được siêu thân lại thêm cha mẹ hiển tiền đặng nhờ phước đức tiêu khiên ít nàng đơn trăm ngàn kiếp lời thầy không quên quý như bể ba thiên đao kiếm khắp thân này đâm chém phân hoặc như lưới trói thân này trải rắn ngàn kiếp lời thầy chẳng sai dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn rã rời đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con
kiền thiền đánh lễ cầu Thế Tôn đặt để hiệu kinh tụng trì chuyến tu hành Phật mới bảo dạy đành rằng bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui thay một lòng vâng theo lời Phật và kính thành tín chất vẹn tiền đồng nhau tụ tại Phật tiền nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát ấy Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Kinh Tịnh Hoa Trí Huệ tại thực hành trí tuệ bát nhà ba la mật sáng ngời bây giờ Bồ Tát quán soi thấy rằng năm quân ba đời đều không vượt tất cả các vòng khổ ấp hại này xa lợi Phật ông sắc nào có khác gì không không nào khác sắc sắc không vốn đồng cả thọ tưởng thức hành cũng thế tánh chân không các pháp viên thành thái điều chẳng diệt chẳng sanh chẳng nhơ chẳng sập chẳng tăng giảm gì trong chân không chẳng hề có sắc nghi chẳng thọ tưởng hành thức trong không mắt tai mũi lưỡi ý thân sắc thanh vị xúc pháp hương không còn không nhãn thức đến không ý thức không vô minh hoặc hết vô minh không điều già chết chúng sanh hết già hết chết thật tình cũng không không trí tệ cũng không chứng đắc bởi có gì là chỗ đắc đâu bấy lâu Bồ Tát giữa vào ngoài trí ba la mật thẳm sâu thực hành mọi chướng ngại quanh mình tan biến mọi việc đều chẳng khiến quán kinh xa lìa mộng tưởng đau điên niết bàn đột ráo an nhiên thanh ba nhà ấy rõ ràng trí tuệ mà ba đời chư Phật nương vào chứng thành quả giác tối cao nên xem bát nhà thâm sâu đó là lời thần chú sâu xa bậc nhất lời thần chú rất mật quang minh thần chú cao cả anh linh là lời thần chú thật tình cao siêu trời dứt được mọi điều đau
Ngài liền tuyên nói chú này để người trì niệm sáng bài chân tâm yên đây yên đây bà là yên đây bà la tăng yên đây bồ đề tát bà yên đây yên đây bà là
đại hiếu một kiền liên bồ tát. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát ni. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát ni. Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ dường như xưa đặt.
sanh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đầy đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt mà xương, lại thêm đủ lộ chân lông, cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tán phù, chín tháng thì đầy đủ vóc hình, mười tháng là đến kỳ sinh. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn, bằng ngô nghịch làm buồn thân màu, nó vẫy vòng đạp gấu lung tung, làm cho cha mẹ hại hùng, mà sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Sanh được con muôn phần phải lạc, cùng quý như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thái giáo, mười tháng trường chú đáo mỏi bề. Thứ hai sanh đẻ gấm mà ghê, chịu đau chịu khổ mỏi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vẫn chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miệng con nó ấm chẳng nhàm chẳng ghê. Điều thứ bảy không chê ô quê, giặt đồ dở của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nợ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, giàu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tin sao có lời thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuốc, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sánh bằng thái sơn. Phật lại bảo A Nan, nên biết trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần mê muội cả mười, không tường ơn trọng đức dày song thân. Chẳng kính mến quên ân trái đức, không xót thương dưỡng dục cù lao. Ấy là bậc hiếu biết bao, thì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cụ mang mười tháng, cực khổ dường gánh nặng trên
đành vai, uống ăn chẳng đặng vì thai. Cho nên thân thể hình hài kém suy, khi sanh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh quyết dầm về. Quy như thọc quyết châu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay bùi ngõ phần con. Phải tâm phải giặt rửa trôn, biết rằng giờ nằm phía ước con, nằm con ước áo ước chân, gây ra ghẻ chốc khắp thân. Tiếng con phải chịu trăm phần thảm thương, tròn ba năm bố nương sữa mẹ. Khi con căn bệnh đắng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm, công dưỡng dục sanh bằng non điền. Cớ sao con chẳng biết ơn này, hoàng khi lầm lỗi bị rầy chẳng tung thì chớ lại bài ngộ ngang. Hồn cha mẹ phòng mà mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nổ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lệ nghi chẳng lời dạy bảo sông đường không kể. Tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng, trai ngang chống bán mỏi đàn. Ra vào lùi tới mắng cả người trên, vì lâu mạng tánh quen làm bướng chẳng kể. Lời trưởng thượng dạy rằng, lớn lên theo lối hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bạn lành theo cùng chung giữ, nó tập quen làm sự trái ngang. Nghe lời dụ dỗ quân quan, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, sao lập thân tìm kế sanh nhai. Hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân linh giới đời lập công. Vì ràng buộc đồng công mỗi nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con. Quên cha quên mẹ tình
thăm quên xứ quên sợ lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi chớ phần nhiều vô hy mà thôi. Sau khi phá hết của rồi phải tìm phương thế kiếm đôi đồng sai. Theo trộm cướp hoặc là bài bạc phạm tội hình tòa ngục phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hay tin dữ bà con cô bác cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than không u sầu, có khi mang bệnh đuôi mù vấn vương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường trà định tố điếm phố phường ngao du. Cứ mài mệt với đồ bất chánh chẳng mấy khi hôm sớm dân an làm cho cha mẹ phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu không ai nuôi thiếu thốn mọi điều. Ôm đau đôi trách kiều riêu con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phần con gái còn lòng hiếu để thuận hoàng cần lao phục dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúc tòng phu xuất gia lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lai vạn quyến thăm lần lần ngủi lạnh biết tâm biết nhà. Quên dưỡng dọc sông thân ơn trọng không nhớ không mang nặng đẻ đau. Chẳng lo bao bộ cụ đành liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ nói không cùng nghiệp dữ phải mang. Nghe Phật chỉ cho mỗi đàn trong hàng đại lòng càng thảm thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy cùi đắp vào mình vào mũi vào hông làm cho các lỗ chân lông thải điều rơm máu ướt đầm cả thân. Đến hôm mê tâm thần bất đình một giây lâu mới tình than rằng
bọn ta quả thật tội nhân, xưa nay chẳng cho không hơn người bồ. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan, tôi tình khó nói than vãn, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật cố bi lắm, làm sao bao đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận sống thân của mình. Phật bèn dùng phàm thanh sao môn phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương báo đáp cho vừa sức đâu. Vì có người ơn sâu giống trà, cầu mẹ cha tất cả hai vai, gia vòng hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa dừng. Vì có người gặp cơn đói rét, nuôi sống thân dân hết thân này, xương nghiền thịt nát phân thay, trải trăm ngàn kiếp ơn đây chưa đồng. Vì có người vì cộng sanh dưỡng, tự tay mình khoét thủng sông ngươi, chịu thân mồ tôi như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu. Vì có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra rút mớ tâm can, quyết ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thăm ơn đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết ngà bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì ân dương dục mà tự treo mình cũng Phật thế đèn, cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Vì có người xương nghiền rã mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình, xương tan thịt nát chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người vì công dương dọc mà nuốt sắc nóng thấu ruột thấu gan, làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay điều kinh khủng, giọt lễ tràn khó nói cầm ngăn. Đồng thanh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng ơn thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử, phải lòng nghe ta chỉ sao đây. Các người muốn đáp ơn này, phải toán biên chép kinh đây lưu
tông cùng ăn năn những tội lỗi xưa. Cúng dường tam bảo sớm trưa cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Trăm tháng bài đến kỳ tự tư thập phương tăng đều giữ lễ này. Xăm xăm lễ vật đủ đầy chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân. Đăng cầu nguyện sông đường trường thọ hoặc sanh về tình độ an nhàn. Ấy là bao đáp thù ân sanh thành dưỡng dục sống thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh hãy nên y giáo phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng thai. Sau khi chết địa đài vào ngục mơ ngủ vô gián cũng gọi á tỳ. Ngục này trong núi thiết ngà vi vách phên bằng sắt dây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nấu sắt cho tan rót vào trong miệng tội nhân hành hình. Một quả đủ cho người thọ khổ lột thịt da đau thấu tâm can. Lại có cho sắc rắn gan phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm cấp đó sâu. Rồi cho một ngọn lửa hồng mà nướng quay kẻ tội gia phòng thịt theo. Mọc bằng sắc thương đau gươm dao trên công trung đổ tháo như mưa. Gặp mai chém nấy chẳng chưa làm cho thân thể những hình phạt vô phương kể hết. Mỗi ngục đều có cách trị riêng, như là xe sắt phân thấy chim bưng mổ mắt trâu cài lưỡi lê. Chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại A Tỳ ngục rất nặng nề ngô nghịch sông thân. Chúng ngươi đều phải ân cần thừa hành các việc phân trần phạt trên. Nhất là phải kinh này in chép truyền ba ra cho khắp đất.
trong tay. Như ai chém một quyển này vi bằng đặng thấy một gì thế thôi. Nếu anh đặng muôn ngàn quyển ấy thì cũng bằng thấy Phật vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên chư Phật ngấm hộ y như sở nguyện. Cha mẹ đang xa miền khóc lành, lại quá xanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng. Lại quát nguyện thà thân này nát ra bụi cho muôn kiếp chẳng này, dầu cho